Đến nay, tỉnh Hưng Yên có gần 450 tổ chức cá nhân và doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà hay còn gọi là điện mặt trời áp mái. Được biết, công suất lắp điện mặt trời được tính bằng MWp hoặc kWp có được khi trời nắng. Khai thác được điện năng từ năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt sản xuất, giảm áp lực cho ngành điện, nhất là vào những tháng cao điểm, đồng thời góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1506 phê duyệt đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, khuyến khích các hộ dân, cơ quan, công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản tự tiêu theo quy định tại quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2045, tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên toàn tỉnh đạt khoảng 1.407,6 MWp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy hộ gia đình, đơn vị kinh doanh tư nhân đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ưu tiên thực hiện đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tại khu vực hành chính, giáo dục, y tế nhà nước theo lộ trình từng giai đoạn. Tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, với yêu cầu đảm bảo toàn bộ lượng điện mặt trời phục vụ 100% cho nhu cầu sử dụng tại chỗ.